anh ăn ma chấm ông năm đi, em follow rồi. Ok, cảm ơn bạn đã follow nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm ma trước. Làm nương thế này không giàu được đâu, thôi bắt xuống phố làm đây. Mình sẽ vào trong này để bắt vài con ma mọi người ạ. Úi dồi, hai cha con nhà ma kìa. Thách anh ở trong rừng một đêm. Ok nhá. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, mình sẽ đi vào trong khu rừng này. Vừa nãy mình nghe thấy một tiếng rất kỳ lạ mọi người ạ. Nhưng mà mình chưa kịp quay. Đi kìa. Như tiếng khóc mọi người ạ. Ai đang khóc đấy ạ? Úi dồi ôi, như bên kia mọi người ạ. Ai đây? Ai đây ạ? Ai đang khóc ơi? Úi dồi ôi, chị ơi. Chị ơi, chị bị sao đấy ạ? Chị ơi. Chị. Úi dồi ôi. Nhân dịp sinh nhật bác, cháu có món quà nhỏ gửi bác. Cháu thấy bác gầy còm quá, không biết có qua khỏi năm nay không, nhưng mà cháu vẫn cố chúc bác sống thêm vài năm nữa. Bác cảm ơn cháu nhá. Ôi các cháu vào nhà đi, một lên từng thằng một thôi nhá, tí là sập mất nhà bác đấy. Nhanh lên các cháu, sắp đến giờ rồi. Thằng Tùng mày lên cho bác quả nhạc cho phấn khởi xem nào. Mày làm cái gì đấy? Thì tao cho mày đi theo nhạc luôn bây giờ. Cái này mà cho dưới vào này, nó tốt hơn đấy. Khả năng này, này nó con năm này nó chui qua mà. Rồi đấy. Thôi thôi thôi, hàng xóm với nhau cả mà sao lại làm thế? Phải làm như thế này này. Anh hỏi ông Nam cách không cần làm mà vẫn có ăn đi, em follow rồi. Ok nha. Bác Nam ơi, bác cho cháu hỏi là bác có cách nào không cần làm mà vẫn có ăn không? Không làm mà muốn có ăn à? Thứ nhất là ăn lô ăn đề này, ăn xin này. Nhưng mà bác còn một cách là ăn dứt khoát luôn. Đấy, không cần làm gì nhiều. Wow, bác tiết lộ cho cháu luôn đi. Mà cách này thì khó tiết lộ đấy. Nhưng mà thôi, hàng xóm với nhau thì mày cho bác thứ gì đi. Để nhưng bác mà cháu tiết không lộ có gì cho. Đâu. Thôi, vì tương lai, vì giàu có thì... Đây, cháu cho bác này. Đấy, thế thôi, không cần làm gì nhiều đâu. Thế là có. Đâu rồi? Ôi, nhìn bác tội nghiệp thật. Sắp qua đời rồi mà vẫn đi làm như thế này. Tội nghiệp bác. Đi, thôi, xuống giúp bác đi. Nếu không vì mấy cây mận thế này thì bác cũng không phải vất vả như thế này. Thôi, để cháu giúp bác đi. Ô, mẹ mấy thằng này... Mình từ xa đến thì mình cũng mong được gặp bác Năm một lần. Bác Năm ơi. Cháu từ xa đến thì mong bác cho cháu xem mặt một lần này. Tao bảo mày lên à hả? Tao bảo mày lên à? Wow, đây chân vịt đây mọi người. Mời mọi người nhá. Ngon ngon ngon. Đây, cho mày một chân này. Cho nhà ai ăn sang thế nhỉ? Cứ đây ạ. Thơm ngon. Ôi, cái gì đây? Thế này thì mình giàu rồi còn đâu. Ô, cái gì đấy? Vậy. Ôi sao hết chất nhanh thế nhở? Ai ông kia? Ông định lấy mèo ai đấy? Anh vật tay với ông Năm đi. Ok nhá. Đây là phần thưởng dành cho ai thắng này. Của tao chứ còn của ai nữa. Đưa tiền đây. Đã yếu rồi còn bày đặt cầm tiền trước. Nhanh lên ô.
Số tiền này thì mình sẽ dành dụng